Kính thưa quý vị, dự báo từ khoảng tối và đêm ngày hôm nay, ngày 14 sang đến ngày 16 tháng 6, do những hình thế gây mưa được thiết lập trở lại nên ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa gia tăng, mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to đến rất to. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng nên rất dễ đi kèm với các hiện tượng như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Vì vậy bà con cần hết sức đề phòng. Với miền Trung, trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía Tây nên toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 34 đến 39 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ từ 55 đến 60% nên rất có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, cháy rừng, bà con cần hết sức đề phòng. Lùi xuống phía Nam. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời vẫn sẽ có những khoảng tạnh ráo và có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 28 đến 31 độ và trong khoảng từ 30 đến 34 độ tại Nam Bộ. Về chiều tối, do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình, nên ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa rào và dông, bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 15 tháng 6. Ở khu vực phía Tây Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Hòa Bình và Nam Sơn La có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng Bằng và khu vực Trung Du, nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, ở vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 2, với nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ở phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, ở miền Đông có nơi trên 34 độ.